cho các bạn một bộ dụng cụ chuyên dụng để mà các bạn vệ sinh cái màn hình TV của bạn nha. Thì ở đây mình có 3 món. Thứ nhất là cái chai dung dịch để mà các bạn vệ sinh cái màn hình TV của bạn. Và cái thứ hai đó là cái miếng rẻ để mà các bạn lau cái bề mặt của màn hình. Và cái thứ ba là cái chổi để mà các bạn quét những cái bụi, những cái vị trí mà khó các bạn khó quét được nha. Và cái chổi này thì bạn có thể sử dụng để các bạn quét ở trên cái bàn phím máy tính của bạn cũng được nha, hoặc là bàn màn hình máy tính của bạn cũng được. Và cái chai này thì các bạn có thể là sử dụng để vệ sinh cái màn hình laptop hoặc là vệ sinh cái màn hình điện thoại của bạn vẫn được nha. Và cái cách sử dụng của nó thì rất là đơn giản luôn. Đầu tiên là các bạn sẽ làm sạch bụi của bạn, dùng giấy lau để mà các bạn làm sạch bụi của bạn sơ sơ đi những cái bụi lớn đi. Sau đó thì các bạn sẽ sử dụng cái chai xịt này, các bạn mở nắp ra và các bạn lựa chọn những cái vị trí mà còn sạch trên cái khăn của các bạn nha. Và các bạn sẽ xịt trực tiếp vào trong cái khăn này nha, chứ không phải là các bạn xịt lên trên cái màn hình TV của bạn nha. Các bạn xịt lên trên cái khăn nha, các bạn thấm cho một lượng cho nó vừa phải. Trong sau đó thì các bạn sẽ lau lên cái màn hình TV của các bạn. Đến khi mà các bạn thấy nó sạch rồi thì thôi, rất là đơn giản như vậy thôi. Và những vị trí khác tương tự là như vậy nha. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu xong cho các bạn một cái bộ dụng cụ để mà các bạn vệ sinh màn hình TV của bạn. Nếu như mà các bạn đang có mong muốn mua cái món phụ kiện công nghệ này thì bạn hãy truy cập ngay vào trong phần mô tả hoặc là phần bình luận video này của mình để mà các bạn mua hàng của một kênh Gà Công Nghệ càng phát triển hơn nha. Còn bây giờ xin chào và gặp lại các bạn những video khác hay hơn. Bạn muốn mua phụ kiện công nghệ mà chưa biết tìm ở đâu? Truy cập ngay phần mô tả kênh bên dưới để nhận hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn.